Quỳnh ơi. Dạ. Quỳnh. Dạ. Cảm ơn em. Gì vậy? Anh có hai vé xem phim nè. Tối mai á em rảnh không? Đi xem nha. Yeah, đừng đi coi phim. Trời ơi, quên tắt nước. Tắt nước cái. Vé xem phim hả? Đâu mượn coi phim. Ê, gì đây? Wow, phim bí mật quý ông nữa chứ. Ở đâu ông mới có mấy tấm vé này vậy? Hôm qua tôi đi ngang qua rạp chiếu phim, thấy con bé nó bán vé mà thấy nó tội nghiệp quá, chắc bán ghế á, nên tôi mua giùm nó thôi. Ông ơi, người ta bán vé xem phim chứ phải bán vé số, mà ông mua kiểu thương hại đó. Thôi đi đi. Thôi. Nhưng mà bà khách hàng của tôi bà thích phim này lắm nè. Ông cho tôi đi, bỏ anh chị uổng nha. Để có gì á, tôi sẽ lấy lòng bà. Cái dự án này sẽ được thành công. Cảm ơn ông. Phong, tôi đi đây. Tôi có bỏ đâu.